Hello, xin chào các đồng chí và anh chị em các bạn thân mến. Từ miền quê hương đất nước Việt Nam, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam thân thương. Anh chị em các bạn thấy cuối tuần người dân Khánh Hòa họ ra ngoài bãi biển, họ vui chơi rất là nhộn nhịp. Đây là những cái người dân bản địa. Ở đây là dân bản địa luôn. Anh chị các bạn thấy chiều họ đổ ra bãi biển nhộn nhịp khủng khiếp luôn. Rồi có những cái quán nhỏ họ bán, các bạn thấy người dân Việt Nam mình họ mưu sinh đủ mọi cách kiểu hết, đủ mọi cách kiểu tuyệt vời, tạo nên một cái xã hội rất là hấp dẫn. Rồi anh chị các bạn thấy không? Nó không phải giống những cái đám ba sọc lờ nó tiên truyền tầm bảy tầm bạ tào lao mấy cái đám ba sọc lờ, cái thằng đi sai phạm rồi Benny Chương rồi cái lũ ô hợp. Các bạn thấy tụi nó lên mạng nhiều người nghe tụi nó rồi dướng vào trong lao lý cuộc đời đi vào bế tắc. Anh chị các bạn thấy những người dân lao động phổ thông người ta tìm đủ mọi cách để người ta mưu sinh, những ngày cuối tuần thì người ta tranh thủ người ta ra ngoài bãi biển này, người ta nướng bánh tráng, người ta bán xoài, bán cóc, bán ổi, bán đủ thứ hết. Rồi gia đình kéo nhau đây trải những cái tấm bạc ra, họ ăn uống, tắm đủ, người ta dẫn con cái rồi ra ngoài bãi biển, cái nhộn những cái vui cuộc sống gia đình. Họ cuối tuần á, này là thứ bảy luôn chị các bạn. Này dân mà gọi là dân địa phương đó, không phải là du khách đó nha. Còn những tòa nhà chọc trời ở kia anh chị các bạn thấy, tôi nói mấy cái đám mà ba sọc lờ tụi nó không có cửa đụng vô đâu. Mấy cái khu nhà ở đây anh chị các bạn biết đó, giá bây giờ là 1.6 tỷ nó mới chứ, nó là coi như là nó cất lên cho nó bán cho người ta trái hàng luôn, cũng khiếp. Mấy khu căn hộ này nè, hồi nãy mình gặp cũng một anh chàng này đi Kiều Úc, anh về anh mua một khu căn hộ, một khu anh cho thuê, một cái cho thuê một cái nở. Anh nói chuyện nghe thấy thương lắm, anh về anh cũng sống bình thường thôi. Các bạn thấy những cái khu căn hộ đi bờ biển này, cuộc sống nó sầm uất luôn, người dân họ buôn bán tấp nập á. Vui thôi ha, bởi vậy đi đâu đi chứ không có bằng quê hương mình đâu. Ai mà đi mà bỏ quê hương, bỏ nguồn, bỏ cội, tôi nói sự sai lầm, nên quay về với tổ quốc. Bây giờ tôi nói chuyện các bạn có thành công cỡ nào ở xứ Mỹ hay ở một cái xứ tư bản nào bị chăng nữa, mình cũng chỉ là một cái dân tộc thiểu số thôi. Làm ăn bên đó thì cũng tất tần tật cài, lúc mà không làm có tiền coi mình, lúc đó mình mới nếm mùi được cái xứ tư bản như thế nào. Còn ở quê hương anh chị các bạn thấy cuộc sống người ta mặc dù họ không có những cái sống nó cao sang quyền quý như ở cái xứ tư bản, nó những cái phần nó cao, những cái cuộc sống nó cao, như con người ta rất là tất tần tật, con người ta phải vật lộn với cuộc sống. Tôi nói cho bạn nãy giờ tôi đi dần, những người họ bán, họ đi bán dừa, rồi họ làm chân gà họ bán. Tôi mua một hộp chân gà ăn 50.000, ngon. Mà họ sống vậy mà họ cũng mưu sinh được, trái dừa chỉ có 25.000. Các bạn thấy mình uống dừa ủng hộ những người dân lao động phổ thông mà mình thấy rất là vui, họ rất là niềm nở, họ niềm nở và họ bán cho mình những cái món ăn như mình ăn, mình thấy rất là vui. Bởi với bàn tay rồi sức lao động của họ làm nên anh chị các bạn. Cái hay của đất nước Việt Nam mình hiện nay là tôi thấy là nhà nước Việt Nam mình không có tạo ra cái phúc lợi xã hội ở giống như ở những cái xứ tư bản. Tại vì cái phúc lợi xã hội ở xứ tư bản đó, nó có cái hay và nó cũng có cái dở của nó, nhưng mà nó cái dở của nó thì rất là nhiều, nó bị lạm dụng.
mà nó lấy tiền của người khác, nó nuôi người nọ, nó lấy cái người lao động rồi nó đắp qua bên nọ. Còn Việt Nam mình anh chị các bạn ấy, người dân Việt Nam mà họ đứng trên đôi chân của họ, tôi thấy tuyệt vời ở chỗ đó. Thấy người ta bán buôn không, vậy mà cũng có người mua chứ không phải là không đâu nhá, chứ không phải giống như cái đám ba sọc lờ một số thành phần bảo là dân Việt Nam ăn chất độc này nọ. Các bạn thấy người ta cũng ăn uống rất là vui, họ nướng bánh chén đấy, cuộc sống của họ, họ mưu sinh đủ kiểu đủ cách, ngon lắm nha anh chị các bạn. Bánh chén đây là dân bản xứ không á, đây bán cóc, bán mỏi, trứng cút, họ bán đủ thứ, tạo nên cái cuộc sống nó nhộn nhịp, nó sầm uất. Họ có trái cốc, trái ổi, trái sồi, nướng. Anh chị các bạn thấy rất là vui. Người miền Trung nói chuyện là vui lắm. Đẹp ghê. Nè, biển rất là sạch sẽ. Người ta ăn uống xong rồi có thùng rác, người ta đổ, người ta đem bên, người ta bỏ vô thùng rác. Chứ không có dục bừa bãi tùm lum, xong rồi có người ta dọn đi hết. Những người bán ở đây thì họ dọn sạch sẽ. Đông ghê luôn. Bữa nay cuối tuần đông rất là đông. Đây là chỉ có một góc bãi biển thôi nha. Tôi nói với anh chị mà đây chỉ mới có một góc bãi biển thôi nè. Vui ha. Bởi vì tôi kêu gọi anh chị các bạn, mình làm sao hãy quay trở về với quê hương của mình, đừng có bỏ mất cái cơ hội ở quê hương. Sau này buổi xế chiều rồi chống gậy đi về, nó buồn tủi lắm. Tôi nói thiệt đó, nó buồn tủi. Tôi nhìn ông Phạm Duy, ông chống gậy, ông ngồi xe lăn, ông lò mò, ông quay trở về quê hương mà ông nói ta về ta tắm ao ta, dù trong dù ao nhà vẫn hay. Mà tôi thấy nó tủi. Hồi cái thời mình còn mà đầy nhựa sống, mình không có góp phần xây dựng cái quê hương, mà chỉ dùng những cái âm nhạc để đặng chống phá khi đất nước hoàn toàn đổi mới và phát triển, thì mình lúc đó mình mới chống lại, mình quay về, mình ta về ta tắm ao ta, nó dù trong dù được ao nhà vẫn hơn ngồi trên chiếc xe lăn về quê hương. Tôi nói anh chị em các bạn, những người đó phải nói là rất là, tôi cũng rất là cảm phục, nhưng mà tôi thấy tủi. Đối với tôi thấy tủi, rất là tủi. cái suy nghĩ của tôi là vậy đó. Tôi không biết anh chị các bạn nghĩ gì mà tôi nghĩ sao tôi nói vậy đó. Bởi vì gần đây tôi cũng kêu khuyến khích mấy ông mà của chế độ cũ đó. Tôi khuyến khích được mấy ông về xong, mấy ông mừng. Tôi không, xin lỗi, tôi không nói tên. Mấy ông về, bây giờ tôi nói anh chị các bạn vừa rồi hả, hồi trước ông về ông sợ. Tại ngày xưa mấy ông này đi HO mà ông sợ, có ngày tôi nói chú sợ gì đâu, có gì đâu mà sợ. Đất nước bây giờ mọi người đều bình đẳng, chú về chú đừng có chống phá, chú làm chính trị rồi chú chống phá gì người ta bắt chú thôi. Ở Mỹ cũng vậy thôi, ông về ông ở vừa rồi anh chị các bạn, ông về lần đầu ông ở 3 tháng, vừa rồi ông ở 6 tháng, ông qua Mỹ lại rồi bây giờ ông chuẩn bị về nữa. Thấy tuyệt vời quá, đi đâu đi rồi ngồi đó. Ở bên Mỹ thì bị mấy cái đám cánh cộng nó tuyên truyền á, có tuyên truyền nó ngồi trong đầu trong óc chỉ đạo truyền hình đó, những cái đài tivi truyền hình của nó xảo trá, nó lừa bịp. Cái chừng bề như thấy té ngửa ra đông phải mà anh chịu không các bạn đó. Tuyệt vời hả? Các bạn thấy những cái tòa nhà bên kia người ta đang xây thêm lên rồi đó,
cũng còn nhà khách sạn, rồi những cái khu chung cư á, gọi là gì quên rồi, nhà loại nhà gì nữa quên mất, quên tên rồi ta, tên đồ medium á, nhà căn hộ, tôi các bạn thay lên, là người ta còn thay nữa chút dưới kia nữa, biết không? Về với quê hương rất là ấm cúng anh chị các bạn, sống một xíu người tôi thấy buồn tủi các bạn, làm kiếm được đồng đô, ô tháng này kiếm được 5.000, 3.000 bỏ ống túi, ốm đau bệnh hoạn hay có chuyện gì cái rồi xong thấy hết rồi, các bạn thấy không, làm cái thằng tư bản nó làm con người ta bị lôi cuốn vào trong cái đời sống vật chất đó. Ô tháng tôi làm được 5.000, 3.000 mà làm tư sáng nó chưa tối, làm đầu tắt đi mặt tối, mua được chiếc xe lên mạng khoe, ở Mỹ tao mua 4 chiếc xe, ở Việt Nam bằng Nguyễn mua được chiếc xe giống như xe hút rác, mà thật sự xe người ta bên Nam tao mua giá gấp đôi luôn, người ta giá gấp đôi gấp 3 lần, thấy Duy Nguyễn mua xe mặc xe đi đó. À. Còn mấy ông Việt Kiều 30 lờ mua được cái xe mình quýnh đích lên, mà trong đó chiếc xe bên Mỹ nó chỉ là cái phương tiện để đi lại thôi, rất là tội nghiệp cho cái đám gọi là Benny chột hả, thằng cu Benny chột, mày ngồi đó mà mày xuống đường đi con, mày với là cái thằng Ly Sợ Phạm hả, thằng Ly Sợ Phạm, còn cái thứ gì đâu, chứ bao giờ nói tới mấy cái đám này cũng thấy muốn mượn luôn, thấy cái thằng Benny chột nó nện bộ đồ vest mặc cà vạt vô, nó làm giống như nó là một trí thức gì ghê gớm đó. Trong khi đó nó ăn tiền tàn tật ở bên phía người ta, nó lên nó làm phiêu trong, nó câu view câu like, nó làm y như thật, y mà cũng có những người tin theo nó bó tay. Còn cái thằng Lý Sợ Phạm thì khai dân trí, mà ơi thấy nó muốn ói, thấy cái đám mà thấy muốn ói mà ớn trời đầu. Các bạn thấy đất nước quê hương đi đến đâu mình cũng thấy sự phát triển đổi mới con người ta, dân trí ngày một lúc cao, người ta ăn nên làm ra rất là tuyệt vời chứ các bạn. Một lần nữa xin chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Cái nỗi mà con chó mà nó còn biết hưởng thụ à, các bạn thấy nó ra bãi biển nó nằm dài nè. Anh Duyên các bạn thấy con chó khóc chết rồi, được thấy đã, thấy nó nằm đã, con chó mà nó còn biết hưởng thụ nè, thấy thương không à. Con này hình như là mang, con này là pit bull thì phải, nhìn thấy thương ghê không, nãy mình cũng có thấy cái con chó nó chạy đi vòng nó theo người ta ra bãi biển nó chơi. Con nít, người già, trẻ em người ta ra biển người ta chơi vui, cuộc sống người ta, anh chị các bạn thấy nè, đi một con chó, oh my god, lúc mà được ok màng ôi cái thương ghê chơi. Wow. Cái nỗi mà con chó mà nó còn mừng, nó còn biết hưởng thụ và nó còn biết ra biển để đặng mà sống vui chơi với cái cuộc sống ở quê nhà các bạn. Cái con đó có chút xíu mà nó đòi đè cái con kia mượn luôn á. Ồ, cái khách nước ngoài. Anh chị các bạn thấy vừa à, người nước ngoài người ta qua Việt Nam người ta cũng hòa đồng với những người dân Việt Nam, người ta sống này rất là vui, tuyệt vời anh chị các bạn. Tuyệt vời ha, cái này toàn là dân bản xứ luôn nha, đa số là dân bản xứ, đây là bãi biển người ta đã banh chiều
những cái cảnh này phải nói là tuyệt vời. Khi hoàng hôn buông xuống, những thuyền bè người ta đã vào bờ, người dân thì họ vui chơi. Ok thôi, là mình chào anh chị các bạn nha. Bye bye.